Hello, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người cho em Toàn gửi một lời chúc buổi tối vui vẻ đến tất cả mọi người nhá. Mọi người ơi, hôm nay em Toàn có một em hồ lô bách hoa. Hàng VIP luôn các bác ạ. Hàng quá là chất luôn. Đây, em phải nhường lên luôn, quay sát lại cho các bác xem nó chất như nào. Đây, chỗ này là vẽ vàng này mọi người này. Đấy. Chỗ đặc biệt ở phần cổ này nhé mọi người nhé. Điểm ngấn ở chỗ này, toàn bộ là vẽ vàng. Chấm bi rất là đẹp luôn. Một em bách hoa vẽ nổi khối hết lên, ấy chuyện sát quá là đẹp luôn, tình trạng là lành tít nhá mọi người nhá, đấy, rất là ok luôn, đây mà các bác xem miệng nó này, đây để em xin phép em quay họa tiết nó nhá mọi người nhá, đây mời các bác ngắm cái họa tiết của nó. Họa tiết này thì là bách hoa rồi thì là nó cũng không không khác nhau mấy. Nhưng mà là em vẫn quay cho các bác cùng 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 xem. Đấy, các bác thấy chưa? Rất là ok luôn. Hàng quá là đẹp. Em xin phép em đo kích thước báo các bác. Chiều cao của con này vào. Các bác đợi em một chút. Đặt cái điện thoại lên. Chiều cao là 31,5 nhé mọi người nhé. Chiều cao 31,5. Để em đo cái vòng bụng của nó. Chiều cao 31. Vòng bụng của nó rất là to mọi người. Vòng bụng 63 nhé mọi người nhé. Một em hồ lô. Vòng bụng rất là đẹp luôn. 63. Vòng bụng trên là 42 nhé mọi người nhé. Rất là đẹp. Cổ đây, vừa bằng một ngón tay luôn. Rất là đẹp. Cái này bên trong rất là sạch sẽ nhé mọi người nhé. Bên trong có tráng men nhé. Cái này về đựng rượu cũng được mọi người ạ. Đấy, rất là đẹp. Nếu anh chị nào mà xem mà kết cái hồ lô này thì quý anh chị cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 nhé mọi người nhé. Thôi em Toàn xin phép kết thúc video đây đây mọi người. Nếu mà mọi người ưng ý thì mọi người cứ liên hệ em Toàn nhá. Thôi em Toàn xin chào tất cả mọi người.